Ok, dạ, yeah, Ok です Ok. はい, to thì từ nay đến lúc thi thử tức là đến tuần sau ạ thì Dũng Modi vẫn đang tiếp tục triển khai uh, thi thử online trên app và web của Dũng Modi. thì cổng thi lần thứ tư này sẽ được mở vào tối ngày mai mọi người nhá. Tối ngày mai bắt đầu từ 19 giờ của Việt Nam ạ. Thì nhắc lại một lần nữa thôi đó chính là À, với những đợt thi thử lần này thì Dũng Modi có đem tới các tính năng rất là mới Ví dụ như là có bảng xếp hạng này, có sơ đồ đánh giá năng lực này à, Ngoài ra thì còn có thêm là phần đáp án Các bạn có thể theo dõi, có thể xem ngay được khi mà mình bấm nộp bài Và cuối cùng là các bạn có thể theo dõi kết quả của chính bản thân mình Qua từng đợt thi xem mình có đang tiến bộ lên hay không Hay mọi người nhớ lốt lịch nhá Buổi Tiếp theo tức là đợt thứ tư này thì bắt đầu từ tối mai này ngày 28 tháng 6 cho đến hết ngày 30 tháng 6 mọi người nhé. Không biết các đợt thi thử trước các bạn đã làm bài chưa và đạt bao nhiêu điểm rồi, đã như mình mong muốn hay chưa thì còn hai đợt cuối này mong mọi người hãy sắp xếp thời gian và chúng ta thi thử nhé. Em mới thi đợt đợt vừa rồi ở trường có 95 điểm có nguy cơ rớt không xin xe. 95 thì ở mức độ là hơi tranh vay một chút xíu đúng không cũng không quá an toàn uh, tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn uh, hơn một tuần nữa và hoàn toàn mình có thể thay đổi tình thế bằng cách là mình tập trung mình dành nhiều thời gian hơn cho việc học cho việc ôn luyện và đặc biệt là giai đoạn này mình cần làm thật là nhiều đề mọi người nhé để chúng ta thứ nhất là mình review mình ôn lại các kiến thức cũ mình đã từng học này cái thứ hai là khi mà mình làm những cái đề thực tế thì mình sẽ có cái phương pháp hoặc là có những kỹ năng để mọi người giải quyết các bài đấy trong cái khoảng thời gian ngắn nhất có thể để thôi. Hãy chào CC và mọi người chào Kim Châu sang nha. Hãy còn về buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ live về cấp độ N3, chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp. Ok, có bạn nào đang học nữa 3 thì nhớ thả like, thả tim hoặc là tắt tên của bạn bè của mình vào để chúng ta cùng học tiếng Nhật mọi người nhá. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi mọi người cố lên ạ. À. Chúng ta đã đi được đến tận ngày hôm nay rồi đúng không? Vậy là một tuần cuối cùng này tại sao mình không cố gắng nốt để xem nào. Hãy và 10 câu đầu tiên, thầy Umeda, hãy Umeda sensei sẽ cùng đồng hành với mọi người và các bạn hãy comment thật là nhiệt tình cũng như là à, đẩy view cho chúng mọi người nhá. Hay được ạ. Hai, Nin CC, Hai, <laughs> minasan ohayou hay, đây là câu đầu tiên nha. Mai qua sang số bốn. Nguyễn Nam sang ở biển biển sai đốt sách. Ừ. Phong Anh phan sang số bốn vĩnh viễn. Hay, Sơn sang Tiên sang Ngô sang số bốn. Rồi em đoán số bốn ok. Cô <laughs> đoán đúng không nhỉ? Ừ. Hay, Bình sang số bốn biển cửu. Rồi chúng tôi sang cũng như vậy. Ok. はい、4番です。はい、おめでとうございます。みなさん、JLPT 大丈夫ですね。はい。とない、公開とくら、永遠にゃ永遠、sorry, sorry. どうぞ、永遠、こげらヴィはい、コンはい。こんまいまい。永遠に続くものなんてないと思います。ういに、にゅう、かいずい。といに、にゅう、ほんこ、かいずいま、せ。こんまいまい。はい。 セーヴィンクはい。ないですね。うん。はい。このソーカクティサ温泉たらこんげら、すごい、すごいのくのん。はい。ベンニヤティコザラニュー温泉ローン。ザラゼチュウ。このソーバーラー、ボイ、ビッグイ、泳ぎますね。泳ぎます。水げえこんげら、泳ぎます。はい。いいですかてぴとにゃはい。てぴとりをチんたこうこうないはい。 <coughs> 喉が渇いたので水を何々くださいああまあおのさんそう、はい、ニュークイーンさんそう、はい、オッ OK いいですねはい答えは「そうはい、いっぱいです水をいっぱいください」はい「一っぱいこげら」「もっこ」は「い。喉が渇きました」はのっ「水が欲しいです、はい」ですから「水をいっぱいください」 hai ipai có nghĩa là à, uh, cái gì nhỉ nếu mà có cốc như thế này thì ipai không phải là như này nha ipai là như này một cốc đầy đủ là như này thôi ô sao mình không về được là ipai như này như này thì mới là ipai nhá ipai có nghĩa là đầy đủ hay là onaka ga ipai thì sao no no ăn no rồi hay là cũng có ý nghĩa là nhiều ipai arimasu có nghĩa là tạc san arimasu ý nghĩa 一番らそうも、はいらとにゃ、一番好きです。一,はい、一服、はい、一服 là, によ、一服 là, đấy, ểu, ơi, u, ngh ỉ, ngh ỉ、南部部一服する、<còn S 2> 一服<辺>、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、一服、 一変するはい。じゃあね、この先生、別の子はね、今、じゃあね、この子は変わります、タイロイ。一変する講義ら、この子はね、タイロイ。タイロイ、もう一本、もうい。ホンコン、ウェン。o k a いいですね。はい。ディエンサン、ジッカ、ーナイラ、ウィカッホー、カーホン、ネウォン、もコのク、そうですね。はい。水を一杯ください。いいですか はい、次ですね。<laughs> 明日から3人の新入社員を何々得ることになりました。ムエンナムさん、ソーボンドン。はい。ハースさん、ソーボン。ニュークインさん、ソーボン。Okay, 実家、校内、ディサオ、こらず。明日から3人の新入社員、らずにゃ。はい。ジョンさん、ソーボン。ティンさん、ソーボン。ビーさん、こんばい。 いいですね。はい。今日は何をするか分からない。このライブストリームは何をするか分か o n い。何をするか分からない。何をするからない。何をらない。何をするか分からない。何をするか分からない。何をするか分から明日から3人の新入社員を迎えることになりました。何をするか分からない。

ô sa e lu sorry nha sen chu sen đẹp <laughs> hai chu ô sa có nghĩa là gì à tui vi sang từ ngày mai công ty sẽ đón ba nhân viên mới nè ngày mai sẽ đón ba người nhân viên mới đúng rồi chính xác luôn ok khi mà khi mà dùng chữ này thì có nghĩa là giữ giữ bắt giữ còn bên này 抑える。沼住中内でこんやら。キムチ。キムチ、ハラ、ハンチ。制限しますね。はい。そうそうそう。いろんな意味があります。OK。お、こうないザゼルオンあなん。何々は台所にありました。油、豆、塩、米、こんやら。もう一個、ベップ。大山、そば。いいですね。はい。時間があんまりありませんから。 答えは、はい塩です。もういいですね。はい。この模様ベッドに。フォンベッ台所はキッチンですね。キッチン。はい。フォンベッはい。油,油は何ゾウ。ゾ、は、ウ、い、です。ちょっとチェンザーはい。豆はどう青豆だ。枝豆はら青豆ってどうサイない,いしい、ね、はい、あ。 バインドサイン、センセティッ。<laughs> え、コメラ、ガオニャ、ガオ。ガガオ。はい。オッケー、オッケー。トノさん、そうですね。はい。ゾウ、ウ、ボン、ガオ。そうですね。いいです、いいです。はい、次です。昨日の夜、30分停電した。停電ラ開始。本当に怖い。だ、こう、チュちょんばんまいふ、ばんはい。何ですか 昨日の夜何がありましたかちょっと大変なことですね。はい。ベトナムはまあ時々ありますね。そうですね。はい。特にいないそうそうそう。日本、まあたまにあります。一年に一回ぐらい。<ー> <laughs> そうそう。の前だけいや、日本でもね、えなまあ普通の時もありますよ。一年に一回ぐらいから。そうそうそう。まあで、おはい。皆さん答えましたね。 mọi người đều trả lời là số 4 có nghĩa là mất điện ok quá tuyệt vời tối qua có chuyện gì mất điện à số 4 cúp điện ừ. Ừ. ok 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 đúng ý đấy hay ai đấy chọn 4 như 4 là mất điện, đúng 4 là cúp điện, kim dung 4, trần huyền 4, hồng 4, tuyệt vời quá. Nhưng đúng rồi, hãy tê đến thì phải sử dụng chữ này nhé, chữ này. Đúng. ジョなイラジー、ジョナイラーショウ、そうそうそう。まあ、こんやら、こんやらた、たっ、けし、え、けします、そますら、たっ、かくんこんやら、ソワ、ソ<ア>ファイルを消します。はい、ソワ、かファイル。そうそう、けしゴムですね。はい。ジョナイティ切キニャン、キリマはい。ねら、カッ、カッザウ、野菜を切ります。今、くんこんやら、たっ、たっ、はい。こん、ジョナイ、あ、 中内は中内、はい、うん、か、はい、中内で、ま、こんやら、ずんらい。うん。ヴィズ、中内ティラ、こう、かいじいま、ダンチュエンドミ。ノーズンライティラ、すずっちゅうない。ヴィズラ、体の動きを止めます。ダンスを止めます。はい。この中内ティラ、よら、六スずっちゅう、せおとせまい。あら、マイばイきゅう、にゅう、フォンテン、ざおとんない。うん。車を止めます。ずんらいせ、ちょ、も、六が、ティラ、すずっちゅ khi mà mình nói mất điện cũng sử dụng chữ này nhé. Hi. Nhưng mà một điều thú vị là khi mình nói điện khí o thì là vẫn chúng ta vẫn sử dụng chữ này, chữ này. Điểm này thì mình không chắc chắn 100% nhưng mà mình đoán là thời đại ngày xưa trong tiền Trung Quốc thì đã không có phân biệt cả hai chữ này. Nhưng mà theo

Rồi, số 2 quan hệ. Ok, ok. Số 2 liên quan. À, liên quan. Ok, không có nghĩa như vậy. Hai. Ý đẹp nè. Hai, câu hỏi là Số đẹp. Căn kê đẹp nè. Căn kê. Có nghĩa là chữ hẳn là số 2 nhé. Hai. Trong trường hợp này thì có nghĩa là mối quan hệ. Từ căn kê trong tiếng nhận đúng đúng hán việt luôn hay hán việt của chữ này là quang còn chữ này là Đúng Hán Việt, Việt Nam luôn. Hi. Còn chữ này thì có nghĩa là Hán Việt là Giang nhỉ? Khu Căng là Hôn Giang. Thời Giang, Dì Căng. Đúng rồi, Dì Căng, so đẹp xinh. Mọi <laughs> người đừng nhầm hai chữ này nhé. Cũng có cách tục là Aida, E-Tô-Bi, ừ. to B, no, Aida là giác A và B nhé. Đúng rồi. các bạn học lớp 3 thì chắc chắn biết ngữ pháp Aida-Wa và Aida-Nhi đúng không? Chữ Hán này nhé mọi người. Hi. Và còn chữ này, chữ này cũng có nghĩa là Hệ. ベンナイテはアコーボットニャンドゥンボットニャンコデンングイメ h モイコンヘティラファイスズオーチューナイヤーメラソーハイラドゥンオケーアノカイシャトワイイイカンケオツクリタイチュンタンボンタモイコンヘイウェイコンティキかコンティハイハナイデスカソバイジサウグを証明するのは容易なことではない

vô tội không có tội cái việc chứng minh cái việc chứng minh vô tội nó không không hề đơn giản không hề đơn giản không dễ dàng không, dễ dàng. không easy bạn, game đúng rồi các bạn cho số 1 đã thấy sai chưa làm gì là uh, không chuẩn bị không dụng ý thì không được đúng không ừ, tất nhiên là cái việc chứng minh vô tội phải chuẩn bị rất là nhiều nhưng mà khó nghĩa là không phải là nên là trong trường hợp này thì ý số chữ này nhé, có nghĩa là không phải là dễ dàng, hài, ok ok, còn chữ này thì có nghĩa là yoi cũng đúng là yoi nhưng mà chữ này thì có nghĩa là sẵn sàng hay là chuẩn bị nhé, hài, số hai và số bốn thì không tồn tại, ok, đi được chưa? Bài mọi người nhìn kỹ một chút, cả bài chữ hán rất là dễ nhưng không được chủ quan, à. nó phải phù hợp với bối cảnh nữa nha. Ngục sàng, Múc sản uh, phương án là số 1 mà có nghĩa là dễ dàng No 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 Bên này có nghĩa là chuẩn bị nhá chuẩn, chuẩn, chuẩn bị <laughs> Ok Hai. Tiếp theo nhé Số 8 này Ui Lại dễ này Lại một câu rất dễ Ồ oh. Michi de o hirotta Ninki chu nhá tiền Thảo lê sẵn desu ne Tôi đã nhận tiền trên đường Michi de Hai Chu han là số 2 nhá Số 2 Hirota Dùng chữ này Còn chữ này Không được nghĩa ngốc lại Bye bye Bộ Stemas Vứt đi Gomi stemas Nhưng mà Không phải là sutta mà là suteta nhé Không phải là sutta đâu Là sai rồi đấy Và haratta o haraimashita tiền Sai mọi người có biết chữ này không ạ? Chữ này,

次ですね。はい。おいろんなサイトで値段をよく、何々した後で決めましょう。がーさん、そうさん、そば、まいっこはさん、そば、オッケー、ばおろんさん、そうも、ただ、とぃちゃんさん、そば、おもぐに書くにゃ、こう、ハイフェおらい。はい。答えは3番です。比べたこげら、そうさん。うん。答え、 tùy bối cảnh thì cái này cũng sẽ đúng nhưng mà nghĩ về giá nhưng mà chủ yếu là chủ yếu lý do chúng ta đi 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 khắp nhiều website trên internet thì chủ yếu là lý do là so sánh giá đúng không ạ ừ. giá bên này thì giá là 10 triệu nhưng mà trên website này thì là giá 9 triệu 500 đó chẳng hạn tùy website giá khác nhau đúng không ạ サウヒータムカウザーニューチャンプティーモイクディうん。オッケーオッケー。Okay, okay. そうですね。まあ、この場合は、比べたソーサイはい。サウヒーソーサインザーチェンニューウェブサイトダークディントイ。はい。そういう意味ですね。知った、びアリカエシタヒエウ。今、チ、まあ、ちょんョンホップナイティ比べたら、カじのホップリニャいいですかはい。次です。 高校行くんじゃ、はい、高校行くん本来民才だ、さあどうって人先生、簡単な内容までコピーするのは神が何何、簡単な内容まで、はい、内容をこげらのうん簡単なドンさんはらゼ、オッケーオッケーいいですね、はい答えはどうでしょうか、簡単な内容まで Trong trường hợp này thì có nghĩa là như là copy là in in sử dụng máy in này hay cả in nội dung rất là dễ thì mình cảm thấy như là cái gì nhỉ nếu mà kể cả in nội dung rất là đơn giản cũng phải sử dụng nhiều giấy đúng không ạ thế thì mình cảm thấy như thế nào đó là để một tay này lãng phí quá hay rất là

Liệu đi thi với những cái đề này thì mọi người có Ăn được nhiều điểm không? Hay, ok à, Có một số thông tin cho các bạn Quan tâm, các bạn có thể tham khảo thêm nhé Đó là lớp luyện đề cấp tốc online của Dũng Mô Đi Ở 3 cấp độ, N3, N2 và N1 à, Nội dung chính là sẽ giúp các bạn Chữa lại các đề thi quá khứ các năm trước Và tăng 20 đến 30 điểm trước khi đi thi thật Các bạn có thể học qua web Hoặc là qua app của Dũng Mô Đi Hoàn toàn online mọi người nhé Ok, Rồi chúng ta sẽ đi đến nửa sau là tiếp tục 10 câu còn lại à, chủ yếu là về từ vựng và ngữ pháp chữ hán sẽ khó hơn một chút xíu so với 10 câu trước. Chúng ta chuyển sang câu số 11 này. <laughs> Kudoma no enjin no oto ga nani nani o no onegai shita. Mai ko 2, thư ma bư 2, Hồng Vân 2. Rồi vậy là tất cả các bạn đang nghiêng về đáp án số 2 Okashi. Chính xác là chữ lạ. Cảm ơn Thúy Nga rằng nha À, trong lúc xe xe dịch thì mọi người hãy comment 3 đáp án còn lại với ý nghĩa là gì nhỉ? Okashi chính xác là phương án số 2, mình sẽ dịch là lạ. No là vì đúng không? Vì engine mọi người có biết không? Động cơ đúng không? Vì động cơ trong xe của tôi phát ra âm thanh lạ cho nên tôi đã nhờ người ta sửa rồi hoặc là nhờ kiểm tra rồi. Âm thanh khác thường chính xác. Rồi tất cả mọi người đều chọn hai Ok. Đáp án số 1 này. Mabushi có bôi tên mabushi là nghèo phải không mọi người nghèo được chưa số 3 kibishi là nói về tính cách gọi là nghiêm khắc khắt khe đấy ạ à, kibishi còn số 4 shizukoi có thể tính từ này sẽ hơi mới mẻ một chút xíu nhưng mà đặc biệt với các bạn mà chuẩn bị tuần sau thi nhá thì các bạn hãy memo lại này À, uh, shitsukui có khá là nhiều ý nghĩa Nó có thể đi được với aji Tức là chỉ cái hương vị nồng đậm Vị này, mùi này Được chưa? Vị hoặc là mùi nồng đậm Uh, shitsukoi. thứ hai nó đi được với từ ca có nghĩa là bị cảm cúm ấy cảm cúm ở đây mình sẽ hiểu là dai dẳng mãi không khỏi naka naka na ura này được chưa thì sẽ là xịt kaze tiếp theo câu số 12 của chúng ta fuai so hito yori nani nani no aru hito ga suki da đây là một câu so sánh đúng không tôi thích này thích những người chấm 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 hơn là những người chấm 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 vậy ở đây người ta đang đem ra hai đối tượng nào để so sánh ạ xong hỉ ba hai tiếp tục là mọi người nhung nguyễn ba hai tố loan 3, ok thảo trần ba so des nét cô ta hay quá xăm bằng des you mô ạ à. mọi người đều biết từ này rồi đúng không là từ hài hước vậy là cả câu nha, tôi thích những người hài hước hơn là những người đố bạn nào biết từ này có cách đọc và ý nghĩa là gì chữ này sẽ được đọc là phương ai số mọi người nhá nó có nghĩa là những người xin xét xử già này tức là họ không có thân thiện cọc cằn nhé đấy thì đương nhiên so sánh hai đối tượng này thì mình sẽ thích những người hài hước hơn đúng không ok rồi cảm ơn tất cả các bạn đã comment được ba ý nghĩa của ba đáp án còn lại đu là luật lệ là quy tắc bằng với ký số cự đúng không số 2, idea là ý tưởng còn số 4, en gì nhỉ Energy được chưa nào? Nó có nghĩa là năng lượng. 13. Hidoi ie yuka yukao soji suru no te kitsui desu ne. Bài này thì sẽ hỏi mọi người về tìm từ gần nghĩa. Hay gần nghĩa tức là sát nhất ý nghĩa của nó. Các chữ Hán thì không có vấn đề gì đúng không? Yuka mọi người nhá. Đúng mẹ. Yuka. Yuka là gì? Soji mọi người biết rồi đúng không? Soji Rồi quan trọng nhất là Kitsui đang gần nghĩa với đáp án nào Ok, Y Trinh Chu 2, Hà Diệu Anh Dương 2, Gấu Nguyễn 2, Tố Loan 2 Ok, để ,ですね. xin Chính xác rồi mọi người, đáp án là hai Chữ này là tai hẹn Hai chữ này thì gần như là đồng nghĩa với nhau và đều được dịch là vất vả Còn câu ví dụ của chúng ta là gì nhỉ? Surunote thì cái tệ ở đây các bạn học N3 trong phần ngữ pháp thì mọi người sẽ biết là nó có thể thay thế cho wa đúng không? Thì mình sẽ dịch là việc dọn dẹp này, lau dọn này, sàn nhà trong ngôi nhà lớn thì rất là tai hẹn, rất vất vả được không nào? Ngoài ra kitsui còn có một số ý nghĩa khác, ví dụ như là nói về size dự là kích cỡ của quần áo này, của dây dép này thì mình sẽ dịch là chật trội nhá, chật trội. Tiếp theo là kỳ chơi CK Các bạn có nghe được không nhỉ? CK là nói về tính cách đúng không? Thì nói về những người kỳ đấy, nghiêm khắc, khắt khe, khó tính. Đó, còn lại thì nói về tai hên là thể sự vất vả nhá. Tiếp theo số 1, số 1 thì dễ rồi, từ này sẽ đọc là omoshiroi, thú vị. Số 3, kide, đẹp, sạch đúng không? Số 4. Số, số 4 này chúng ta cũng vừa học ở ví dụ bên trên rồi. Nó sẽ được đọc là yo i <laughs> đúng không? Có nghĩa là dễ dàng. Ok, chúng ta đi tiếp này, 14. Doko ka ni saifu wo otoshita ga oboete imasen. Otoshita. Thư Ma Bư 4, Nguyễn Liên 4. Ly Li Bắc Giang 4. Ok, chính xác, phương án là 4. Chữ này là naku đúng không ạ? Nakushita. Câu văn này sẽ có ý nghĩa như sau này. Tôi đã làm rơi đúng không? Từ gốc là ô tô sự làm rơi thì cái này nakushita là tôi đã đánh mất đúng không? Cái ví ở đâu đó rồi bây giờ không có nhớ, không nhớ gì hết. Đúng rồi, nakushita nhá là làm mất, là thất lạc. Ok, cảm ơn các bạn. con số 1 đọc là gì? Số 1 là tao được nhé. Tao được có nghĩa là bị đổ này hoặc người bị ngã, bị ngất ý. Tao được. Còn số 2 mình sẽ đọc là sagasu sự Sa là tìm tìm kiếm ví dụ tìm quyển sách này hoặc là tìm việc mới số 3 thì dễ hơn mình sẽ đọc là utta udimas đúng không có nghĩa là bán mình đi tiếp nhá sang câu số 15 mời các bạn làm câu này nè shokuji no nani nani dakara tabako wa enryo shite kudasai rồi sai chiêu đúng rồi cảm ơn bạn hồng này hiền min này bạn Nguyệt này Ok, các bạn đều chọn đúng nhá Phương án số 4 mọi người ạ Chữ hán này đọc là sai chiêu đúng rồi Sai chịu. Ý nghĩa của nó sẽ là trong lúc đúng không Phía đằng trước có thể là VT Có thể là danh từ nô no, cộng với sai chiêu Vì đúng lúc tôi đang ăn cơm đúng không Hoặc là trong lúc ăn cơm này Thì endio shite là vui lòng Đừng hút thuốc từ gốc endio có nghĩa là ngại, hãy biết ngại đi, tức là vui lòng đúng không? Đừng hút thuốc. Tô đi các bạn còn nhớ không? Ngữ pháp của N4 thôi ấy ạ Danh từ nô no này hoặc là động từ thể thông thường đúng không? Cộng với tô đi là theo như Ví dụ các bạn hãy viết vào trong vở theo như giáo viên nói trên bảng Có nhớ cái ví dụ đấy không? Có nhớ N4 không? Là tô đi Tiếp theo là cáo a đi, cái này là của N3 này cá a đi thì sẽ dịch là thay vì hoặc là thay cho Ví dụ uh, thay vì uh, thầy Umeda dạy cho mình tiếng Nhật Thì mình dạy thầy tiếng Việt Tức là thay đổi, đúng không? Hoán đổi cho nhau. Còn một nghĩa nữa có thể dịch là thay cho hoặc là đại diện cho con người. Ví dụ như là um, mình thay mặt cho Dũng Mô đi, đúng không? Tổ chức live stream để uh, cùng các bạn học tiếng Nhật này. Hay là tôi tham dự lễ cưới thay cho bố mẹ của mình. Đúng rồi. Hồng Vân có comment 3. Vì nhờ mang ý nghĩa tốt. Chính xác ạ. Okage, các bạn nghe Okage-de này. Hoặc là Okage-ka cũng có. Okage-ka hay là Okage-sama đúng không? Thì mình sẽ dịch là nhờ nhờ có một cái gì tích cực, một cái gì tốt mà dẫn đến kết quả phía sau, ví dụ như là dũng modi no okage de n 3 reberu ni gokaku dekimashita, đúng không? Nhờ có dũng modi mà mình đã đỗ được N3. Đó. Ok, vậy là mình đã giải quyết xong câu số 15 đúng không ạ? Các bạn nhớ ôn lại các cái ngữ pháp này nữa nhá. Tiếp theo câu số 16 cũng khá là dài. Các bạn tập trung vào câu số 16 này. Kyou tokyo eki de tomodachi to nari nani Huyền Hoàng 2, Nguyệt Cai Gô 2, Hồng Dâu 2, Khánh Ly 2, Thành Quang 2. Ok, rồi chính xác. Rồi chúng ta sẽ có phương án chính xác là 2 đúng không? Đây là từ gặp và theo đúng cấu trúc theo đúng cách kết hợp thì về được đúng chưa? V được cộng cô tố như na được thể hiện cái quyết định đúng không? Quyết định vậy câu này mình dịch như sau này ngày mai đúng không? Vì tôi có cuộc hẹn hoặc là gặp đúng không? Cuộc gặp mặt với bạn tại nhà ga Tokyo lúc 7 giờ cho nên tôi chuẩn bị đi đây, chuẩn bị ra ngoài, chuẩn bị xuất phát đây. Được chưa ạ? Mình sẽ chọn hai nhé về được cộng cô tổ na là quyết định. Ok, rất nhiều bạn đã chọn hai Duyên Phạm, Kiều, Thảo Trần chọn hai này. Còn số 1 là thể ý chí, số 3 là thể quá khứ và số 4 là thể tệ thì không thể nào đi được với cô tổ ni na Được chưa nào? Được quyết định bởi ai đó, đúng rồi Có thể là cuộc hẹn này, cuộc gặp mặt này Được quyết định bởi hai người này Đúng không? Là mình và bạn của mình Thế cho nên sẽ dịch là Được quyết định cô tổ Nina na hoặc là có lịch chẳng hạn, có hẹn chẳng hạn thôi nhá. Tiếp theo câu số 17 nào, 17. Juken benkyou mo taihen datta ga daigaku ni nani nani motto taihen datta. Thảo lê chọn 1. Ờ vậy là khá là ai mai trong phương án đúng không? Có nhiều đáp án đưa ra khác nhau. Bạn Kiều chọn 3 này, Nga Nguyễn 3, Hayashi D3. Đúng rồi, chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình nhá. Đáp án là 4 cũng không có quá nhiều bạn chọn 4 đúng không? Xin chúc mừng các bạn đã chọn 4 nhá. Cái này thì mình sẽ đọc là hãy te kara no hu ga. Không biết là mọi người đã hiểu câu này chưa? Lúc nãy là chúng ta cũng đã dịch qua rồi đúng không? Đó là học ôn thi đấy ạ, thì rất là vất vả nhưng te kara sau khi vào được trường đại học rồi, tức là mình đỗ rồi, mình đi học, mình trở thành sinh viên rồi đúng không? Thì quãng thời gian đấy còn mốt tổ, nó còn vất vả hơn nữa cơ. Được chưa nào? có thể là mình phải sống xa gia đình này, mình tự lập hơn đúng không? hay là thậm chí là kiến thức cũng sẽ khó hơn, cho nên sẽ vất vả hơn, khó khăn hơn. đúng rồi và có chữ gạ thì đây cũng rất là quan trọng đúng không? để nhưng cái này vất vả một thì nhưng cái này còn vất vả 10 cơ. Được nào? Có bạn chọn 1 và bạn chọn 3 chúng ta sẽ phân tích vì sao nó sai nhá. Số 1 trước này, tay no mo. Đó, cái mộ là không được rồi bởi vì hai cái này nó cũng phải đồng đẳng, phải giống nhau thì mình mới dịch là cũng được, đúng không? Với cả cái tai này cũng sai luôn ạ, không phải là muốn vào trường đại học cũng rất vất vả. Đúng không nào? Số 3 thì là hai đứa mà đệ đi thì người ta sẽ so sánh là đến cái lúc đúng không mà chúng ta vào được trường đại học ấy. Đấy, xong rồi vô đi là câu so sánh này thế nào nhỉ? À, tức là lúc ôn thi vất vả hơn cho đến lúc vào trường đại học. Các bạn có thấy vô lý chưa? Cái lúc ôn thi và cái lúc mà mình chờ đúng không để mình vào được trường đại học, mình đỗ đại học là một, cho nên không chọn 3. Tiếp tục câu số 18 là hội thoại giữa Sensei và bạn Yuki. Yuki-san ga ryuugaku suru to itta toki Koryo-shin là to nani nani Yuki gamba to oen shite kuremashita Bạn Dương Thúy Vi ba Thảo Lê hai Nguyễn Liên ba Thư Ma Bư ba Tuyết Hana ba Mai Hạ Anh ba Đúng rồi mọi người ơi, tại sao chọn ba nhỉ? Bởi vì Cô giáo đang hỏi về vô ryoshi tức là bố mẹ của bạn Yuki đúng không? Nên cô sẽ sử dụng hình thức là tôn kính ngữ để thể hiện sự tôn trọng đến bố mẹ của bạn ấy. Được chưa? Osaimashita ka. Còn về cách dịch chúng ta dịch như sau này. Lúc mà em đúng không? Nói với bạn Yuki mà. Lúc mà em nói với bố mẹ về chuyện đi du học thì bố mẹ em đã nói gì thế? Thì từ osaimashita ka chính là tôn kính ngữ của từ i must từ nói đúng không? Thế còn số 1 nhá. U kagai mashita ka. Đây là gì mọi người nhỉ? Đây là gì? U gai Đây là khiêm nhường ngữ của từ i cự hoặc là ki cự thể hiện đi hoặc là hỏi này. Số 3, moshi age ka cũng là khiêm nhường ngữ của từ nói này nhá của từ yêu số 4 cái hình thức mà là ni narimasu thì là tôn kính ngữ đúng không của động từ ki cự đó vì vậy số 3 mới đúng nhá osai mashita ka còn bạn Yuki sẽ trả lời lại là bố mẹ em thì đã ô tức là cổ vũ đã động viên khích lệ em là găm ba đệ còn hãy cố lên nhé đó, các bạn đang đi du học này, các bạn ở bên Nhật thì ngày xưa có được bố mẹ ô em như thế này hay không? Gia đình ủng hộ thế này hay không? rất là tốt đúng không? Hậu phương vững chắc nhỉ? Rồi chúng ta sẽ chuyển sang câu số 19 nhé. Bài ngôi sao. Kono no tori wa totemo. Chữ hán này cũng vừa học xong. Đúng không? Mezurashi kute. Kono tori no nani nani. So da. Bạn tiểu mây là 4231. Hoàng kiên là 2314. 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1 bốn hai ba một bốn tiếp theo bạn thành quang bốn hai ba một bạn ngô thanh hiền hai ba một bốn vậy là hai phương án này đây đúng không bốn hai ba một là phương án của bạn nguyệt cai go các bạn trên facebook đâu rồi mọi người đã sắp xếp được chưa rồi bắt đầu nha có bạn nhật lệ là 4231 thảo lê 4231 nguyễn liên này quỳnh nga này Thúy Vi, An Nhi Trần, Bảo Long đều là 4231 Thành Lam nữa, Thành Nam và bạn Nga Nguyễn rồi. Vậy là đa số đúng không? 95% các bạn chọn 4231. Liệu phương án này có chính xác hay không? 4, 2, 3, 4231 đúng rồi. Chúng ta sẽ dịch như sau nhé. Con chim trong bức ảnh này. Đúng không? Tôi đi. Nó rất là quý hiếm. Vì vậy nghe nói là được chưa? Sô so già là... nghe nói là gì đây? Ăn theo một là gì? Một mi được khi cài gà này na cả cả đúng không? Rồi là kiên được xem môn cả đêm tức là ngay cả đúng không? Ngay cả những nhà chuyên môn, những nhà chuyên gia đang nghiên cứu về loại chim này cũng hiếm có cơ hội nhìn thấy nó. Câu này không dài cũng không khó lắm, đúng không? Các bạn làm đúng rất là nhiều. 4, 2, 3, 1, đúng rồi. Tiếp tục câu số cuối cùng nhé. Sai gọi, câu 20. Kodemade no jinsei no naka de nani nani hi wa nai. Câu này còn dễ hơn với mọi người nhé. Câu này thì sẽ giúp mọi người ôn tập lại về ngữ pháp hồ đồ. Hồ đồ. Rồi, bạn Thành Quang là 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Đây cũng là phương án của bạn 4213. À, tiếp theo nhé, à Thánh Quang lại quay xe à, 2413. <laughs> ok, tạo xá phương án này, 2413, rồi. 2413, bạn Thiện Nhân cũng chọn 2413 này, Ngày Đẹp Trời 08 này, 2413, ok. 2413, bạn Nguyệt Cai Gô, 2, Chính xác rồi mọi người nhá. Phương án của chúng ta là 2413. Mẫu câu so sánh này. Konoma kore made no jinsei no jibun no kodomo ga umareta hi hodo ureshikatta hi wa nai. Tức là trong cuộc đời của tôi đúng không? Cho đến thời điểm này hay là cho đến bây giờ thì không có ngày nào vui bằng ngày mà tôi đẻ ra, tôi sinh ra con của mình đấy những ngày làm bố làm mẹ rồi đúng không mọi người sẽ hiểu cái cảm giác ừ vui sướng hạnh phúc này khi sinh ra một thiên thần nhỏ đúng không và cả cuộc đời này của mình không có cái ngày nào vui bằng hạnh phúc bằng đấy là ý nghĩa của câu này nhá hai bốn một ba vì vậy ngôi sao sẽ nằm ở vị trí số 1. ok Đấy, rồi một câu danh ngôn nho nhỏ gửi tặng mọi người ngày hôm nay nhá kaenai <laughs> hai rất là hay đúng không này tiền đúng không á ka được tức là chúng ta có thể mua được đồng hồ nhưng lại không thể mua được thời gian vì thời gian rất là quan trọng rất là quý báu đúng không ừ. mọi người hãy tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian và giai đoạn này cũng khá là gấp rút rồi chúng ta chỉ còn một tuần cuối để ôn thi JVT thôi mong là các bạn hãy thật bình tĩnh thật vững tâm và ôn tập thật là nhiều trước khi kỳ thi diễn ra nhá thật là tự tin chiến thắng mọi người nhá 今日はこれで終わりました。皆さん、お疲れ様でした。はい、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またね、またね、また明日。じゃあねー、はい、あバイバイ。